31. Hôm nay gọi chúng ta đến đây chắc là có chuyện lớn. Hôm nay gọi chúng ta đến có chuyện gì? Chuyện này không dễ nói đâu. Chúng ta đều không biết. Con trai đại bảo của tôi rốt cuộc chết trong tay ai? Hôm nay chân tướng sẽ được làm sáng tỏ. Hạ Vũ là con dâu của tôi. Cô ấy là nhân chứng duy nhất ở hiện trường. Rốt cuộc là ai? Chỉ cần một câu của cô ấy. Tôn mẫu tôi cũng đang đợi một câu này của cô ấy. Tôn Phúc, dạ. Mời thiếu phu nhân, dạ. Mời thiếu phu nhân. Vũ Nhi, đại bảo tin con, cha cũng tin con. Nói đi. Anh chính là hung thủ giết người. Hạ Vũ, cô nói gì vậy? Tôi nhờ hai vị chủ trì công đạo cho tôi. Anh nói cái gì? Hạ Vũ cũng nói là Tôn đại bảo cho Tường Phát giết. Đúng vậy. Chính miệng cô ấy còn nói, có thể giả sao? Cái này sao có thể? Sao cô ấy có thể nói như vậy chứ? Giai Bình, cô bình tĩnh lại đi. Tôi không bình tĩnh được. Trần Phát Hải, anh có phải đàn ông không? Cô muốn tôi làm gì? Các người muốn tìm Hạ Vũ, chính là nói các người không tin lời cô ấy nói hôm qua sao? Tôn lão tiên sinh, Đây không phải là vấn đề tin ai hay không tin ai, liên quan đến mạng người. Nếu như chúng tôi không thể điều tra rõ ràng thì sao xử lý được? Xử lý hay không, đó là chuyện của các người, tôi không quản được. Tôi cho các người thời gian 3 ngày, cho tôi một đáp án. Trong 3 ngày các người không cho tôi đáp án, vậy thì tôi sẽ kiện lên huyện ủy. Nếu huyện ủy không cho tôi câu trả lời, tôi chỉ có thể đóng cửa hết các cửa hàng trên toàn thành phố. Tôi về quê dưỡng già, tôi không động đến được thì tôi trốn. Tôn lão tiên sinh, những lời này của ông sao nghe giống như uy hiếp? Uy hiếp cũng được, đe dọa cũng được, anh thích nghĩ sao thì nghĩ. Con dâu tôi bây giờ đang chịu tang chồng, không thể gặp khách được. Tôn lão tiên sinh, ông là nhân sĩ sáng suốt, cũng là người từng trải. Cho dù chúng tôi phải trừng trị kẻ giết người thì cũng phải có người ra tòa làm chứng chứ. Ông có gia quy của ông, chúng tôi cũng có pháp luật của chúng tôi. Giết người không phải là chuyện nhỏ. Ông cũng không hy vọng Đảng Cộng sản lạm sát người vô tội phải không? Nhưng lời Hạ Vũ nói hôm qua các người cũng chính tai nghe thấy. Lúc đó ở hiện trường chỉ có 2 người sống, cô ấy là nhân chứng duy nhất ở hiện trường. Thường Phát, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. Chuyện này để chúng tôi xử lý, cậu đừng nhúng tay vào. Bây giờ tôi không đủ bình tĩnh sao? Tôi nghe nói ông chỉ là muốn báo thù cho con trai, chứ không phải muốn kiếm chuyện với Đảng Cộng sản, đúng chứ? Không sai. Chỉ cần báo được thù, ông sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có thể nói vậy. Ông là đàn ông, nói lời thì phải giữ lời. Nếu như tôi nói không giữ lời thì tôi đã không lăn lộn đến hôm nay. Vừa nãy ông nói không đúng. Cái gì không đúng? Ông nói Hạ Vũ là nhân chứng duy nhất, cái này không đúng. Ông xem lão Thường tôi không tồn tại sao? Thường Phát, chuyện cũ của cậu và Đại Bảo trong lòng cậu rõ ràng nhất. Tôi nghĩ không có người nào có thể thừa nhận mình là hung thủ giết người cả. Tôi có thể nói với ông, Hạ Vũ nói không sai. Tôn Đại Bảo đúng thật là do tôi giết. Thường Phát, Lục cô nương, Lục cô nương, Trần Phát Hải đem súng xông đến Tôn phủ rồi. Chúng tôi không làm sao khuyên được. Cô đi xem thử đi. Tại sao tôi phải đi xem chứ? Đây là chuyện tốt mà. Như vậy mới giống đàn ông chứ. Bí thư Trần đã nói, ai dám làm loạn ở Tôn phủ thì xử theo quân pháp. Được thôi, anh ấy ngồi tù thì tôi vào chung. Anh ấy bị xử bắn, tôi cũng đi theo. Nè, anh ấy điên rồi. Cô cũng điên rồi hả? Đúng, tôi điên rồi. Một người bạn vốn rất tốt đột nhiên trở mặt với anh, còn muốn giá họa cho anh, muốn lấy mạng anh. Nếu đổi thành anh, không lẽ anh không phát điên sao? Thực ra tôi cũng muốn đi. Tôi muốn chính miệng hỏi Hạ đó, rốt cuộc cô ấy có tâm tư gì. Nhưng mà nếu như chúng ta làm lớn chuyện chỉ sẽ khiến Bí thư Trần càng thêm bị động. Bí thư Trần đã đủ phiền rồi, nếu như chúng ta lại làm loạn thêm nữa, vậy mặc kệ. Nhưng mà tiểu mã này, tôi có thể nói với anh là tôi kêu Trần Phát Hải đi đó. Cô, các người đây là đang làm gì? Yên tâm, chúng tôi không đến gây phiền phức cho Tôn gia. Chỉ cần anh gọi Hạ Vũ ra, chúng tôi có chuyện muốn hỏi. Gọi Hạ Vũ ra đây. Không được, không được. Thiếu phu nhân nhà chúng tôi đang chịu tang thiếu gia, không thể ra gặp các anh được, không thể ra ngoài. Đúng vậy, vậy chúng tôi phải xông vào rồi. Không được, không được, không thể được. Không được xông vào. Tránh ra hết cho tôi. Tránh ra hết cho tôi. Tránh ra cho tôi. Dừng tay. Lão Thường, các cậu đang làm gì vậy? Tìm Hạ Vũ. Thế gian này không thể không có công lý như vậy được. Đây là chuyện của tôi. Tôi sẽ tự giải quyết. Quay về hết đi. Quay về đi. Lão Thường, chuyện gì cướp mọi người chúng tôi đều có thể làm chứng được. Hạ Vũ cô ấy không thể nói một câu mà đổi trắng thay đen. Lão Thường, mau lên, mau lên. Tôi biết anh có chỗ khó khăn cho nên không muốn đến tìm anh. Chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết là được rồi. Tôi đã nói rồi, đây là chuyện của tôi. Đây không phải là chuyện của một mình anh. Đây là chuyện của quân giải phóng, của Đảng Cộng sản. Cậu đừng ép tôi nổi điên. Lão Thường, lão tử cho dù không có súng cũng lấy mạng cậu được đó, cậu tin không? Tội danh trên người Lão Thường đã đủ nhiều rồi, thêm mấy tội nữa cũng chẳng qua là cái mạng quen này thôi. Lão Thường, từ lúc nào anh trở nên như thế này vậy? Hạ Vũ đang hại anh. Chỉ một câu của cô ấy đã có thể vu oan cho anh giết hại bạn bè của mình. Cục tức này anh nuốt trôi sao? Không được làm hại Hạ Vũ. Ai dám nói Hạ Vũ một câu không phải thì chính là muốn kiếm chuyện với Lão Thường đây. Lão tử sẽ phế hắn luôn. Lão Thường, chúng ta đều là huynh đệ giàu sinh ra tử. Hôm nay anh gặp khó khăn, tôi không thể trơ mắt nhìn được. Hạ Vũ không sai. Cô ấy không làm sai gì cả. Các cậu nếu như còn là huynh đệ thì cầm sợi dây thừng này trói tôi lại, giao cho chính phủ đi. Lão Thường là tội phạm giết người, nên giao cho chính phủ xử lý. Lão Thường, sao anh lại hồ đồ như vậy chứ? Các cậu đều nghe rõ cho tôi. Lão Thường mang tội danh bị xử bắn. Sau khi tôi chết rồi, đem thắng lợi giao cho dì nhỏ của nó là Hạ Vũ, để cô ấy nuôi dưỡng. Sau này Hạ Vũ chính là mẹ của thắng lợi. Các cậu phải bảo vệ, tôn trọng cô ấy. Ai dám ức hiếp cô ấy thì chính là gây sự với tôi. Nếu không, cho dù có chết, tôi cũng không tha cho các cậu. Đến đây, đưa tôi đi. Sao lại như vậy chứ? Hạ Vũ không nên như vậy. Nhất định là có người đang ép cô ấy. Nhất định là có người. Với tính cách của Hạ Vũ, có ai có thể ép cô ấy làm chuyện cô ấy không muốn làm chứ? Nếu như không phải chính mắt tôi nhìn thấy, có đánh chết tôi cũng không tin cô ấy có thể nói ra những lời như vậy. Tôi nhất định sẽ đào ra hết những phức tạp phía sau tấm màn. Vấn đề là nên làm sao đây? Tôn Sở Lương chỉ cho chúng ta thời gian 3 ngày. Ý qua là phải bắn chết Thường Phát. Không, tuyệt đối không thể làm vậy. Đây là thương thiên hại lý, thương thiên hại lý. Chúng ta tình nguyện không hợp tác với Tôn Sở Lương, cũng không để một người vô tội chết dưới họng súng của người chúng ta được. Bí Tư Chân, Bí Tư Chân, Lão Thường về rồi. Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy không về nhà, trực tiếp ép Trần Phát Hải đưa anh ấy đến nhà tạm giam rồi. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Lập tức thả người ra cho tôi. Nhà giam của chúng ta là để giam người xấu, chứ không phải để giam công thần của chúng ta. Không, không được thả. Cứ giam lại trước đi. Bí Thư Trần, anh làm vậy rất quá đáng. Làm như vậy sẽ khiến rất nhiều người đau lòng. Sau này còn ai dám cùng Đảng Cộng sản làm cách mạng nữa? Không được, nhất định phải thả người. Nhất định phải nói rõ chuyện này với Tôn Sở Lương. Đây là án quan, án quan. Chuyện nhúng chỉ rất rõ ràng là có người cố ý khiến cho nó mơ hồ. Cũng giống như là tấm giấy trắng, có người vẽ loạn lên ở trên vậy. Anh không xóa đi, nó chỉ là mấy chữ. Anh vừa xóa đi, nó sẽ thành một mảng màu đen. Mà càng xóa càng đen, càng xóa càng loạn. Vậy Thường Phát phải làm sao đây? Anh thực sự muốn đợi đến kỳ hạn thì đem xử bắn cậu ấy sao? Người đáng sống thì không chết được, người đáng chết thì cũng không sống được. Tôi đây có tính là chống lệnh không? Anh nói xem. Dù sao đi nữa, con trai của Tôn gia tôi cũng hết cách rồi. Anh biết tại sao Hạ Vũ nói dối? Cô ấy về Bình Dương đã biết cái chết của Mai Tử rồi. Bình Dương là khu đảng quốc dân cai trị, bọn họ muốn làm chút chuyện cỏn con thì rất đơn giản. Tôi mặc kệ bọn họ đã làm chút chuyện gì. Mai Tử là do tôi giết, đây là sự thật chắc chắn rồi. Nhưng anh cũng bảo vệ cô ấy. Anh có cơ hội giải thích với Hạ Vũ tại sao lại không nói. Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Tôi đã giết Mai Tử để em gái cô ấy báo thù cho cô ấy. Đây không phải là chuyện tốt sao? Thêm nữa, Lão Thường vừa chết đi, toàn bộ kế hoạch của phe phản động đều sẽ thất bại. Anh có nghĩ đến con anh không? Tôi nói rồi, giao lại cho Hạ Vũ nuôi dưỡng. Cô ấy nhất định sẽ đối xử tốt với con của chị cô ấy. Nếu như Hạ Vũ biết được chân tướng, cô ấy sẽ thế nào? Các anh không nói, cô ấy sẽ mãi mãi không biết được. Cứ để cô ấy hận tôi cả đời đi. Tôn Quý, à, anh Tôn Phúc, cậu đi đâu vậy? Tôi muốn đi tìm lão gia. Lời thiếu phu nhân nói không phải sự thật. Tôi không tin thường đại ca anh ấy sẽ giết thiếu gia đâu. Đúng vậy, tôi cũng không tin. Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm lão gia để nói chuyện đi. Lão gia đã ngủ rồi, ngày mai tìm ông ấy nói cũng không muộn. Đúng rồi, tại sao cậu lại biết? Lời thiếu phu nhân nói không phải là thật. Tôi cũng không nói rõ được. Tôi cảm thấy thiếu phu nhân từ sau khi trở về từ Bình Dương thì giống như biến thành người khác vậy. Biến thành người khác à? Đúng vậy. Vậy tại sao cậu lại không đi nói với quân giải phóng? Tôi không chắc. Cung cấp manh mối thôi. Đây cũng là để cứu thương anh hùng. Lão gia, lão gia, lão gia, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Lão gia, Tôn Quý lúc đi đường bị người ta dùng súng bắn chết rồi. Cái gì? Là ai làm? Bây giờ vẫn chưa biết. Nhưng mà ông nói liệu có phải là... Ý cậu là do Đảng Cộng sản làm sao? Không, Đảng Cộng sản sẽ không làm chuyện này đâu. Lão gia, Đảng Cộng sản không làm, nhưng ai có thể đảm bảo người bên dưới sẽ không làm? Bọn họ đi cùng Thường Phát bao nhiêu năm, cũng đều là huynh đệ sống chết có nhau. Bọn họ sẽ ra mặt báo thù cho Thường Phát. Lão gia, ông quên rồi sao? Lần trước không phải có người tên Trần Phát Hải đó dẫn người kéo đến làm loạn nhà chúng ta sao? Đồ ngu, đồ ngu. Đúng là đồ ngu. Chuyện ngu ngốc như vậy mà cậu cũng làm được. Tôi là sợ cậu ta sẽ đi báo cáo với Đảng Cộng sản, khiến Đảng Cộng sản nghi ngờ. Nghi ngờ? Cậu tưởng rằng cậu ta không đi báo cáo, Đảng Cộng sản sẽ không nghi ngờ à? Đảng Cộng sản trước giờ không ngừng nghi ngờ chuyện này. Bọn họ vẫn luôn muốn tìm một cửa đột phá để cứu lấy thế bị động của mình. Cậu làm như vậy vừa hay cho bọn họ manh mối. Nói không chừng cậu sẽ khiến Tôn Sở Lương nghi ngờ. Không đâu, lão gia nhà chúng tôi sẽ không nghi ngờ tôi đâu. Thêm nữa, kỳ hạn 3 ngày cuối cùng sắp đến rồi. Chỉ cần bọn họ giết chết Thường Phát, chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Đồ ngu. Cậu tưởng rằng chúng ta làm chuyện này chính là vì để giết Thường Phát sao? Chúng ta là muốn khiến Tôn Sở Lương danh chính ngôn thuận đóng hết cửa hiệu, để kinh tế của Xích Hà tê liệt hoàn toàn, để Đảng Cộng sản không thể đứng vững ở thành Xích Hà. Ít ngồi đáy giếng, đúng là ít ngồi đáy giếng. Vậy tiếp theo tôi nên làm thế nào đây? Chuyện đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể tát nước theo mưa thôi. Nghĩ cách lợi dụng cái chết của Tôn Quý để chiết bài, tốt nhất có thể khiến Tôn Sở Lương tự mình ra mặt, động viên cả thành phố bãi công. Nếu thật sự không được... Cái gì? Thì trừ khử cả lão già đó đi, là một trận đọ sức cuối. Còn có 2 ngày. Sao mà tôi nói ra được? Lão Thường, tôi nói cậu biết, cậu cứu được nhiều người như vậy, không ai cảm kích cậu thì thôi đi. Bây giờ ngược lại cậu muốn lấy mạng cậu. Còn có công lý không? Còn có công lý không? Muốn những đồng chí cách mạng chúng ta làm gì đây? Không được. Tôi sẽ là người đầu tiên không thể trơ mắt nhìn cậu đi chết. Nè, Lão Thường, hay là thế này đi, cậu trốn đi, để tôi chịu tội thay cậu. Tôi đi nói với Bí thư Trần là tôi thả cậu đi rồi. Cậu yên tâm, bên phía Tôn lão gia, chúng tôi vẫn luôn làm công tác. Lão Thường, tôi đảm bảo trong vòng 10 ngày nhất định sẽ khiến cậu trắng án. Nè, Lão Thường, cậu nghĩ đi. Nếu như trong vòng 10 ngày cậu chết rồi, vậy thì thật không đáng. Lão Thường, tôi không thể đi được. Lão Thường, Phó Thị trưởng Trình, Lão Thường, ăn cơm đi. Tiểu Trần, huynh để các cậu ăn chung đi, tôi có chút việc đi làm. Lão Thường này, tôi đành phải nói thế này. Anh ấy hy sinh quá lớn rồi. Đi đi, đi đi. Đi đi, đi đi. Lão Thường, anh nói trong rừng rộng lớn, loài chim nào cũng có. Anh xả thân cứu cô ấy, ngược lại mang tội giết người. Anh nói xem, Hải Vũ này có phải là... Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi. Nhà giam có gì vui mà phải ở lại chứ. Tôi biết tâm trạng anh không tốt. Tâm trạng anh mới không tốt đó. Lão Thường, hay là anh cứ tức giận với tôi đi. Chúng ta là huynh đệ. Trần Phát Hải tôi cũng không có bản lĩnh gì. Làm thùng rác cho anh xả giận cũng được. Xả giận ra rồi sẽ thoải mái hơn nhiều đó. Bây giờ tôi không muốn xả giận. Vậy anh muốn uống rượu không? Tôi đi rót rượu cho anh. Cũng không muốn uống rượu. Vậy chứ anh muốn làm gì? Tôi muốn ngủ với gái. Cậu dám thả tôi ra không? Lão Thường, đã là lúc nào rồi, anh còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Huynh đệ, có sức lực như vậy thì về ở bên cạnh Lục cô nương đi. Đó là cô gái tốt. Không giấu gì cậu, tôi từ lâu đã muốn ngủ với cô ấy rồi. Vậy tại sao anh không ngủ? Không phải tôi có Mai Tử rồi sao? Cậu biết không, ngủ với gái rất phiền phức. Ngủ xong rồi thì cứ đòi gả cho cậu. Lão Thường có bản lĩnh hơn nữa, cũng không gánh nổi bao nhiêu cô gái đòi gả đâu. Đặc biệt là cô gái xinh đẹp như Lục cô nương. Lão Thường, anh nói bản thân anh, sao cứ nhắc đến Lục cô nương mãi vậy? Lão Tử cứ nói đó. Cậu dám cắn tôi không? Sao anh... Anh đứng lên đi. Đứng lên. Vậy mới giống đàn ông chứ. Về đi. Về tìm Lục cô nương, kêu cô ấy gả cho cậu đi. Nếu như cô ấy không chịu gả thì cứ ngủ với cô ấy. Tôn Quý, thi thể được Hội Thương nghiệp Xích Hà cử người đưa đến. Đó là muốn chính phủ chủ trì công đạo và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người khác, đặc biệt là thiếu phu nhân của Tôn phủ. Bọn họ ở đâu? Đều đang đợi ở bên ngoài. Kẻ địch thật sự quá hung ác. Bí thư Trần, kỳ hạn của Tôn Sở Lương chỉ còn có 2 ngày, lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi thấy chúng ta không thể do dự nữa, nhất định phải ngã bài với ông ấy. Không sai. Nếu không thì bọn họ còn tưởng Đảng Cộng sản là hổ giấy. Chỉ cần chúng ta hành động thì sẽ rơi vào gian kế của kẻ địch. Dù không hành động, bọn chúng cũng không bỏ qua cho chúng ta. Người của Hội Thương nghiệp yêu cầu chúng ta giao hung thủ ra. Chúng ta lấy gì mà giao chứ? Vậy ý của anh là... Bí thư Trần, nhân nhượng không đồng nghĩa với yếu đuối. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm và uy tín của Đảng Cộng sản. Chúng ta đã nhốt Thường Phát lại rồi. Kết quả thì sao? Bí thư Trần, anh nói đúng. Cho dù chúng ta có giết Thường Phát cũng không thể giải quyết vấn đề. Bọn chúng cũng sẽ tiếp tục nghĩ cách lặp lại. Anh nói không sai. Nhưng tôi không thể vì một mình Thường Phát khiến kinh tế của cả Xích Hà rơi vào tê liệt được. Bí thư Trần, ý anh là giết Thường Phát có lẽ là lối thoát duy nhất. Không, tuyệt đối không được. Tôi phản đối. Tôi cũng phản đối. Trần Phát Hải, có đưa Thường Phát ra đây cho tôi. Không, tôi không đi. Cậu Tiểu Mã, đừng gọi tôi. Tôi cũng không đi. Các cậu muốn làm gì? Muốn tạo phản à? Không cần đưa. Lão Thường, tôi đến rồi. Lão Thường, Bí thư Trần, tôi đợi ngày này từ rất lâu rồi. Thường Phát, sao anh lại chạy ra đây rồi? Không phải còn có kỳ hạn 2 ngày sao? Không cần đợi nữa. Hôm nay hãy xử bắn tôi đi. Thường Phát, tôi đã suy nghĩ rồi. Bọn chúng cứ lặp đi lặp lại như vậy, không gì ngoài việc lợi dụng Thường Phát để lật đổ Đảng Cộng sản. Mạng của Lão Thường đáng giá, nhưng giang sơn của Đảng Cộng sản càng đáng giá hơn. Các anh chỉ cần giết một mình tôi, đám chó chết khốn kiếp ấy cũng xong đời rồi. Một cái mạng đổi một giang sơn, đáng giá. Vụ mua bán này lời chứ không lỗ. Bí thư Trần, hạ lệnh đi. Không, tôi phản đối. Bí thư Trần, Đảng Cộng sản tuyệt đối không tha cho người xấu nào, cũng sẽ không giết qua người tốt. Phó thị trưởng Trình, có câu này của anh, kiếp này của Lão Thường xứng đáng rồi. Thường Phát đời này bị người khác chửi mắng, hôm nay rốt cuộc cũng có được tiếng thơm. Các anh để tôi làm người tốt đến cùng đi. Không, tuyệt đối không. Tôi phản đối. Tôi cũng phản đối. Tôi cũng phản đối. Tôi cũng phản đối. Còn do dự gì nữa? Tú tài đúng là tú tài, không làm được việc lớn. Được, tự tôi giải quyết vậy. Đứng yên. Lão Thường, Lão Thường, đứng yên hết đi. Các anh đều biết, nếu như Lão Thường tôi không muốn thì không có ai cướp được súng của tôi đâu. Làm phiền các anh chuyển lời cho Hạ Vũ, nói cô ấy hãy sống tốt. Thi thể của tôi tuyệt đối không được chôn cạnh mộ Mai Tử. Lão Thường không có mặt mũi gặp cô ấy. Lão Thường, Thường Phát, Lão Thường, Thường Phát, bỏ súng xuống đi. Bí thư Trần, mắng tôi là đồ chó chết một lần nữa đi. Những ngày làm người tốt này thật khó chịu. Đến người chửi tôi cũng không có. Nhàm chán, thật nhàm chán. Thường Phát, cái đồ khốn nhà anh, có bản lĩnh thì anh chết đi. Anh không chết thì đừng làm cha nó. Xin lỗi Bí thư Trần, tôi phải nuôi lớn đứa bé này. Tha thứ cho tôi. Lần này phải đào ngũ rồi. Lão gia, Thường Phát bỏ trốn rồi. Hiển nhiên là do Đảng Cộng sản cố ý thả hắn chạy thoát. Bọn họ căn bản không có đặt lão gia vào trong mắt. Hội Thương nghiệp đã chuẩn bị cáo trạng đến Tỉnh ủy Đảng Cộng sản rồi. Trên đó còn có chữ ký của toàn bộ thành viên của Hội Thương nghiệp. Còn có mấy ông chủ ở những nơi khác cũng ký rồi. Có phải ông cũng nên xem qua không? Không xem. Lão gia, nếu mà Thường Phát đã bỏ trốn, chứng minh Đảng Cộng sản hứa không giữ lời, vậy có phải chúng ta... Tôn Phúc à? Dạ. Bây giờ tôi không muốn quan tâm bất cứ chuyện gì nữa. Cậu cứ quyết định đi. Cậu thấy làm sao đó thì làm. Dạ. Quay lại đây. Lão gia, đây là chuyện của Tôn gia chúng ta. Những thương hiệu khác muốn làm thế nào thì tùy họ, không được ép buộc. Cậu nên làm thế nào thì làm thế đó đi. Nhưng có một điều, cửa hàng lương thực không được đóng cửa. Mạng người quan trọng, không được làm người ta đói chết. Tôi biết rồi. Các chị, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, quấy nhiều đến lão gia nhà chúng tôi mệt nhọc quá độ, thân thể không khỏe. Hôm nay ông ấy không thể đến gặp mọi người được. Lão gia nhà chúng tôi cố tình ủy thác cho tôi, thể hiện lòng biết ơn chân thành đối với sự giúp đỡ của các chị đối với Tôn gia. Chuyện của thiếu gia nhà tôi thật sự khiến người ta không cách nào chịu được. Lão gia nhà chúng tôi đã nói, cho dù ông ấy tán gia bại sản cũng phải cùng với bọn quan lại này chiến đến cùng. Chính phủ xưa nay vốn là binh vực lẫn nhau. Bọn họ tuyệt đối sẽ không vì những lão bá tánh như chúng ta mà của việc đi thanh danh của mình. Lão gia nhà chúng tôi quyết định, từ ngày hôm nay sẽ đóng cửa tạm thời tất cả cửa tiệm mở với danh nghĩa Tôn thị, để biểu thị thái độ kháng nghị. Và hy vọng các chị cũng tích cực phối hợp. Cửa hàng lương thực có đóng không? Đóng. Lão gia nhà chúng tôi đã nói rồi, tất nhiên phải đóng. Đến lúc đó sẽ chết đói đó. Xảy ra vấn đề nhân mạng cũng là trách nhiệm của Đảng Cộng sản, không liên quan gì đến chúng ta. Bọn họ rốt cuộc cũng đã ra con bài cuối cùng rồi. Tham mưu Dương có. Tỉnh ủy quyết định mượn tạm một phần lương thực của chúng ta, tạm thời giải quyết tình hình gấp rút trước mắt của Xích Hà. Anh phụ trách công tác liên lạc cụ thể. Dạ được. Phó Thị trưởng Trình. Dạ. Anh đi thông báo đến tất cả cán bộ và quần chúng của các cơ quan, giảm hết mức phần dành cho chúng ta, cố gắng tiết kiệm ra một phần lương thực và muối gạo để giúp đỡ những bá tánh khó khăn trong thành. Tất cả đảng viên và cán bộ lãnh đạo nhất định phải lấy mình làm gương. Bí thư Trần, anh yên tâm. Nhưng mà chuyện của Tôn gia phải xử lý thế nào? Chỉ bỏ qua cho họ như vậy sao? Tôn Sở Lương này cũng quá đáng quá rồi. Bí thư Trần, chúng ta thực sự có nên có chút động thái gì chứ? Không thì bọn họ còn tưởng Đảng Cộng sản chúng ta đều làm từ đậu hũ cả. Tôn Sở Lương là trung khu thần kinh của thương nghiệp Xích Hà. Nếu như động đến ông ấy, sẽ khiến cho kinh tế Xích Hà tê liệt thời gian dài. Nước cờ này quá nguy hiểm, không thể đi được. Chúng ta nhường cũng nhường rồi, nhìn cũng nhịn rồi, đến bây giờ không phải cũng tê liệt rồi sao? Mọi chuyện sẽ có kết quả sau cùng nhanh thôi. Ông ấy thật tuyệt tình. Thạch Xích Hà bây giờ thật có hơi có cảm giác giống như thiên hạ đại loạn rồi. Cái khác thì không bàn tới, nhưng mà lương thực và dầu muối là quan trọng nhất. Tôi hy vọng là tỉnh ủy có thể ủng hộ chúng ta trên nhiều phương diện một chút. Tôi đã liên hệ rồi. Trong thành rất khẩn trương, bọn họ cũng đang xoay sở. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng. Chuyện này liên quan đến vấn đề trọng đại. Trần Đảng Cộng sản có thể đứng vững ở thành Xích Hà hay không? Anh lấy ra hết khẩu phần lương thực của các chiến sĩ phân khu chúng ta, sau đó là nghĩ cách đến bên ngoài điều động thêm lương thực và muối, giải quyết chuyện cấp bách trước mắt của bà con nhân dân trước. Được, tôi đến hội thương nghiệp xem sao.